Rồi sao? Lần đầu tiên gặp bé này chân dài quá, ấn tượng không? Có thích liền không? Bị sét đánh chết ngay lúc đó. Sét đánh chết ngay lúc đó. Ủa chết rồi sao cô? Ghét lắm. Sao không phải gu của em anh ơi. Mà sao ghét ta? Trời ơi, cái gu là cái gu của em là giống như một cái người cái gì áo sơ mi hay là cái gì cho nó kiểu như là bài đảm nha. Còn bạn này là ngồi bằng cuối, và trong cái tư tưởng của em á là những cái bạn ngồi bằng cuối mà nằm trải dài mà như lười lười vậy đó là chắc là học sinh rất là dở. Đúng rồi. Học sinh cá biệt dạ. Cũng mời đi rồi ngắm hoàng hôn. Anh nắm tay em nhé. Anh hôn em cái nha. Ấy nó cũng im luôn đúng không? Thì cho mình làm thì mình tới. Em chào anh Thuận và chị Hồng Vân, cũng như là chào tất cả khán giả đang của chương trình. Thì em tên là Phúc An. Hiện nay là em đang làm giám đốc sáng tạo của một resort 5 sao ở Phú Quốc. Em nói rõ hơn một chút xíu về cái resort của em đi. Tên của resort của em là gì? Resort của em đang làm là Green Bay Phú Quốc. Dạ, thì resort của em là hiện nay đang là một trong những resort duy nhất còn rừng được xây dựng ở rừng nguyên sinh. Đó, nó đặc biệt ở chỗ đó. Tại sao lại là Green Bay đó? Rồi. Resort nguyên sinh đó, có nghĩa là đến cái khu đó là mình xung quanh là tưởng tượng là mình vẫn còn được ở trong rừng. Một trong một cái khu rừng mà những với những cái gốc cây mà nó hoàn toàn là nguyên sinh luôn. Nhưng mà cái chỗ ở thì cực kỳ tiện nghi. Em tưởng tượng ở trong rừng mà không có muỗi á, là em biết nó cỡ nào. Rồi, chắc chắn dịp mời đó. Dạ, bởi vì dịp anh mời mọi người thích ra những cái đó. Nơi nào mà nó còn nguyên sinh. Mời vợ nào. Vâng, em chào chị Hồng Vân, anh Thuận và tất cả các quý khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Nilan Quang Trần. Em hiện tại là giám đốc điều hành của một công ty bất động sản và cho vay ở tại Mỹ, Cali ạ. Rồi nói chứ hai đứa chưa nói tuổi kìa. Dạ, em 34 tuổi. 34, trời ơi, giỏi quá. Em này thì lái máy bay một tháng. Cũng 34 tuổi nhưng mà lớn hơn tháng. Lấy tháng. Rằm tháng 7, em rằm tháng 8. Rồi bây giờ cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng lại gặp nhau? Dạ, cũng nhờ nói chung là trục trặc một số thứ trong cái lúc mà xin đi học anh. Cho nên là bị vô học lớp tiếng Anh trong trường cao đẳng bên Mỹ. À, là các em tức gặp nhau ở bên Mỹ. Dạ. Cái gia đình á là gia đình bạn này. Dạ. Là cái khu mà du lịch sinh thái đầu tiên hết là gia đình bạn này. Dạ, từ thời em học lớp 12 là em đã đi đó, em đạp xe đi. Dạ. Tuốt trên đó luôn rồi đó. Rồi sau đó là đi qua du học ở bên đó là bao nhiêu tuổi rồi gặp bạn này? Em thì con đường du học em là từ năm em 12 tuổi rồi. Đó, 12 tuổi. Rồi tới năm 22 á thì mới qua Mỹ học. 12 tuổi đi du học ở đâu? 12 tuổi thì em học ở Singapore, cấp 3 thì em học ở New Zealand, xong rồi em học thêm 3 năm ở Úc. Rồi xong em mới qua Mỹ. Rồi sao? Tuổi. Lần đầu tiên gặp bé này chân dài quá, ấn tượng không? Có thích liền không? Bị sét đánh chết ngay từ lúc đó. Sét đánh chết ngay từ lúc đó. Ủa chết rồi sao cô? Lúc đó cái nhan sắc cổ làm sao? Thì, đối với em thì thấy cũng giống như bây giờ thôi anh ạ. Lúc nào là cũng y chang như giờ thôi, không khác gì hết. Là đẹp đó phải không? Dạ. Em nói chữ đẹp đi. Hốc hồn. Còn em thì sao? Dạ, lần đầu thì em nhớ là em cũng qua học trễ, tại vì chuyển giấy tờ cũng khó khăn từ bên tiểu bang khác qua Cali á. Thì lúc đó thì dượng em, dẫn em vô trong cái phòng học. Thì cũng học trễ thì mới bị vô trong cái lớp học tiếng Anh ở bên cao đẳng ở bên đó. Thì khi mà em bước vào đó, cái ấn tượng đầu tiên của em về cái bạn này là nó ghét lắm. Sao không ghét phải ta? Gu của em anh ơi. Mà sao ghét ta? Trời ơi, cái gu của em là giống như một cái người cái gì áo sơ mi hay là cái gì cho nó kiểu như lực bài đảm. Còn bạn này là ngồi bằng cuối, và trong cái tư tưởng của em á là những cái bạn ngồi bằng cuối mà nằm trải dài mà như lười lười vậy đó là chắc là học sinh rất là dở. Đúng rồi, học sinh cá biệt. Dạ. Còn mình là hay ngồi bằng nhất bằng nhì, tại vì mình thích tiếp thu hay là mình cầu tiến mình cầu tiến mình ấy là thôi bạn này lười quá hay gì đó là cái ấn tượng của mình là không tốt về bạn này. Em nhớ là bạn ấy đang nằm trải dài thì khi mà em bước vào á thì bạn ấy dựng người lên thì em biết tại sao. Đó, bất tỉnh đó, đứng hình đó, đứng hình đó. Nhưng mà sau này thì em mới biết là bạn chồng đâu có phải là học sinh cá biệt đúng không? Ồ, bạn là học sinh xuất sắc đó, học rất là giỏi và thi TOEFL đó mình. TOEFL thì bạn đó điểm rất là cao, hình như là 650 vừa khỏi trường lên cái hạng số 1 của trường. Em đi học lâu rồi cho nên là năm em 15 tuổi là IELTS 7 chấm rồi. Cho nên vậy là chồng được đặt cách qua cái lớp. Đặt cách, được đặt cách là được ngồi, được ngủ, được muốn làm gì làm. Khi mà vào là cô giáo cho giới thiệu em là cái người cuối cùng vào trong cái lớp đó. Cái lúc mà cổ đứng lên cổ giới thiệu chắc ông á khẩu luôn đúng không? Thì anh thấy cái năng lượng này như thế nào thì hồi đó nó cũng vậy đấy. Đó, đúng không? Cái sự tự tin nó rất là hút hồn. Sao? Dạ. Có mo men lên làm quen không? Cái bữa đó đó. Đâu thì me liền chứ. Kế hoạch của nàng ấy ra sao? Thì cũng tranh giành với một vài người trong lớp nữa. Vậy đó hả? Dạ. Vợ em thì hồi xưa cũng là học sinh giỏi, học thông dịch viên tiếng Anh, thì nói chung là
tiếng Anh tiếng U là cũng khá là tốt. Nhưng mà mình thì đã là tiếng Anh của em là đã thuộc thuộc dạng là tự nhiên rồi. Cho nên là mình cứ kiếm cách mình khịa mình đá móc đá xéo chút xíu để gây sự chú ý. Xấu xí là chuyện để ý, chơi theo cái kiểu đó đó. Bạn có để ý không? Dạ không. Dạ không. Rồi. Rồi bao lâu thì em cảm thấy em mến An? Thì thấy cũng hiền hiền, cũng vui vui, nhưng mà lúc đó cũng còn nhỏ quá, với cũng mới qua Mỹ đó, chưa có nghĩ đến cái vấn đề yêu đương gì nhiều. Thách thức với nhau là ai nói tiếng yêu trước các kiểu vậy chị. Đâu cái cú knock out đó là như thế nào đó? Cái bữa đó là em rủ đi biển, tại cô bé này rất là thích đi biển, cho nên là cũng mình qua trước, mình cũng qua lâu rồi nên cũng biết một số cái bãi biển nó dài nó đẹp, biển Long Beach á, thì cũng mời đi rồi ngắm hoàng hôn. Anh nắm tay em nhé. Anh hôn em cái nha. Ấy nó cũng im luôn đúng không? Thì cho mình làm thì mình tới đây. Nhưng mà hôm đó là em đã thực sự trong trái tim là đã cũng có hơi rung động ạ. Rung động rồi đúng không? Mà là quyết định là thôi thì mình sẽ chấp nhận anh ấy là người yêu của mình đúng không? Là bắt đầu từ cái hôm đó. Sau đó là hai đứa là bắt đầu từ lúc nào, bắt đầu tụi em mới kinh doanh, bắt đầu mới là làm ăn, với suy nghĩ cái cách làm sao để hai đứa cùng cùng kinh doanh. Lúc mà tụi em ra trường năm 2015 thì học 4 năm đại học, thì hai đứa cùng đi học cao đẳng, cùng đi học đại học, cùng tốt nghiệp hai lần rồi ra. Thì lớp thật nào sự học chung với nhau, không nào học chung với nhau hả? Dạ. Mấy năm rồi hai đứa? Dạ. Yêu nhau mấy năm? Từ 2011 4 chính năm. Xác là dạ. Cho tới 2016 thì đăng ký kết hôn là 5 năm đó. Ha, sau 2 năm cao đẳng là 2 năm đại học là nghĩa là về chung nhà với nhau. Dạ. Ở bên là đó. Lúc đó là lúc đó mình thuê nhà hay là lúc đó là mình đã có nhà, ba mẹ mua cho mình rồi để mình về ở chung với gia đình? Có ba mẹ. Lúc đó là hai đứa đã có cái vui rúp chưa? Dạ chưa, nói chung cũng gian truân. Vậy thì hai đứa khởi nghiệp lần đầu tiên là đi bán chợ đêm. Đi bán chợ đêm ở ngoài Phước Lộc Thọ. Là bán gì? Bán thịt nướng rồi. Trời ơi, bắp nướng rồi. Đứng rau rồi mọi người. Trứng luộc ở gì? Hột gà nướng. Tụi em là khởi đầu là những cái, tại vì bên đó chắc chị mà Vân có qua rồi, cho nên là cái mô hình mà ghế nhỏ nhỏ Lòng Lề Đường là tụi em bài đầu đầu tiên. Lòng Lề Đường đấy. Dạ dạ. Như vậy tụi nó là có cái máu kinh doanh từ bé. Đứa nào cũng giỏi, hai đứa này đứa nào cũng giỏi, mỗi đứa một. Tại vì thật sự tính của em không thể làm em ngồi một chỗ được. Em suy nghĩ, em nói với chồng em, nói trời ơi bây giờ mà ra mà đi làm sáng 9 giờ sáng mà 5 giờ chiều về chắc em chết thôi, em không làm được đâu. Thì mới suy nghĩ rồi làm cái gì. Thì nhà thì có máu kinh doanh sẵn rồi, thì cứ thích làm cái gì đó làm gì đó, mà làm gì cũng được miễn có làm. Thì em thì em mê nhà hàng mà ngặt cái là em không biết nấu. Thì em mê nhà hàng mà ngặt cái là em không biết nấu. Ủa rồi cuối cùng ai là người ướp cái thịt? Cho nên là em đi làm từ 9 giờ tới 9 tối luôn anh. Anh bao hết luôn. Anh bao sần á, chỉ đứng bán thôi. Còn bé này chắc ngồi đính tiền không đúng không? Được cả chồng cả vợ em ơi. Nhưng mà các em, anh nghĩ là các em muốn tự lập, chứ thật ra là em là có được một cái gia đình, một cái background rất là tốt. Dạ. Đó, cho nên là thì thật sự mà cái điều mà cuốn hút em nhiều nhất sau này á, đối với vợ em và em chọn em muốn cưới vợ em á, là cái nghị lực của vợ. Tại vì cái điều kiện và gia đình của em thì em biết hiểu rõ cái cuộc sống ở nước ngoài như thế nào, nhưng mà vợ em là tự lực cánh sinh hết, không có một cái sự giúp đỡ hay là gì từ gia đình. Cho nên là em cảm thấy cái đó là một cái rất là cộng hưởng cho em. Nó khiến cho cái tình cảm từ một cái sinh viên hay là bạn trai bạn gái bình thường thôi, cho đến mình nhìn một người là một người vợ của mình. Dạ. Tức là hai đứa nay là đi bên cạnh nhau là được bao nhiêu năm rồi? Từ 2011 tới giờ là 13 năm. 13 năm rồi. Rồi khi mà về ở chung với nhau đó. Dạ. Anh đoán nha, chắc hai đứa chả bao giờ gây nhau đâu đúng không? Tại vì anh thấy hai đứa rất là thương nhau. Qua cái trang kia luôn đi. Là lúc mà bắt đầu mà hai đứa mà về bắt đầu ở chung với nhau sống thử đó. Thì cho tới bây giờ luôn đó. An nó có cái những cái tật xấu nào mà em về mới mất hồn, mới vỡ òa ra đó, mới loài ra không? Dạ có một cái mà em nói hoài là, và đặt cái biệt danh luôn là An Bài. An Bài. An Bài. Trời dễ thương quá vậy. An Bài lắm. Ê, lấy nickname nó luôn đi nghe. An Bài dễ thương quá. Thiệt á. Dễ thương quá. Kiểu như là bài binh bố trận tùm lum tùm la hết. Đặc biệt là những lúc mà tối tối thì thường là đi làm việc về đó là bạn hay nấu ăn buổi tối cho gia đình. Thì lúc đầu thì em còn phụ dọn dẹp bớt, là em chỉ biết cái mảng đó thôi, thật sự em không biết nấu. Mà chồng em bây giờ em không biết nói sao, dùng từ nào để diễn tả luôn. Anh chị cứ tưởng tượng là một bữa tiệc của 20 người sau khi tàn tiệc đó, là anh chị cứ tưởng tượng như mà vậy trong đó. Gia đình là chỉ có hai đứa thôi. Dạ chỉ có hai ba đứa thôi đó, mà coi như là bữa tiệc của 20 người. Coi như là nguyên một cái bếp rất là to luôn nha. Đồ tùm lum hết trơn, coi như là cái chai nước mắm ở đây là cái nắp ở đằng kia.
Nhưng mà sao cái nồi đằng đó em lúc đó là... lúc đầu á là em còn dọn, em còn phụ dọn, em biết hơi mệt quá không dọn nữa rồi để ngày sáng hôm sau thì có người giúp việc dọn. Mà ăn xong rồi dọn rồi có lèm bèm không thì anh thấy đó. Rồi tại vì cái em một cái tánh nữa cũng hay gây lộn trong bếp nữa, là em hay là giống như vừa nói cái là cái miệng em nói cái miệng chứ cái tay em đã làm rồi. Những cái đồ ăn của bạn vừa nấu xong thì em thấy cái gì mà oi oi móc móc bộ cũ chứ lắm rồi, tại sao không bỏ là em đã bỏ rồi. Trời ơi anh mới nấu mà tại sao em bỏ, em đổ của anh vậy. Vậy là phải mua đồ ăn ở bên ngoài đem về. Có nghĩa là tại vì em không rành về ẩm thực đó đúng không? Thành ra khi mà người ta sáng tạo một cái món ẩm thực nào đó mà nó có vài những cái ví dụ như là bụi bột mì hay là cái gì đó thì bạn cũng làm móc cũ. Là bả dùng. Một phần á là do là em đi học từ nhỏ không có ai quản lý em về cái việc dọn dẹp như là bày bừa hết. Rồi thêm là đi làm nhà hàng, lúc mà đi làm thêm nhà hàng ở bên Úc á thì quen việc là mình làm gì xong là có một cái một để mình nó vệ sinh anh, rồi nó mới để qua bên chơi bên rửa chén rửa, nên là bị cái tật đó trong về nhà rồi. Tại vì là nhiều khi là có cái tô mình sử dụng 2-3 lần thì rút móc rồi. Rồi đứa nào bị bệnh nghề nghiệp rồi như trơn. Vậy là bài bây giờ còn bài không? Còn, nhưng mà bây giờ đỡ rồi tại vì tụi em bận quá, tụi em không có thời gian đúng không? Có nghĩa là dẫn bài hay bên đó còn gì nữa nè, còn một cái nữa ở dơ. À, cái này mà nó đưa lên phải dơ nhiều nghĩa lắm nha, nó cho đúng nghĩa nha. Nói chung là bên nước ngoài cái thời tiết nó rất là nó lạnh lạnh, kiểu nó không có bị đổ mồ hôi. Nó không phải là về bên đây thì mình kiểu như nó dơ nó gùi cơ thể, nhưng mà ở bên đó tại vì bận quá thì đi làm từ sáng tới tối á. Aquaseline lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi khô thoáng nách đến vài ngày. Về tới nhà là cứ chạy cái u lên trên phòng, trên giường nằm cái anh đi tắm, em kêu anh đi tắm mà thôi làm giúp đi, là ngồi mà nằm hoài nói thì bây giờ một là anh thay đồ, ít nhất cái thay cái bộ đồ ra, biết ở ngoài nó cũng dơ cũng bụi này nọ rồi, ít nhất cũng phải thay cái bộ đồ ra, quăng cái tắc xong quăng rồi xong nhảy lên giường thôi. Mà em cứ kêu em chị đó. Không phải ở bên kia không bao giờ có cảm giác mình bị dơ chứ. Đúng rồi, tại vì mồ hôi nó mới đổ ra. Ok rồi tiếp tục đi. Ảnh có còn phải là người lãng mạn không? Không nó đã cho bị đứng vậy, cho bị đứng hình vậy lãng nhách luôn. Từ lúc yêu cho đến lúc bây giờ luôn hay sao? Lúc yêu thì còn lãng mạn chút, lãng mạn chút đỉnh ha, và các kiểu rồi nhiều thứ lắm, cho nên là có thể là rung động nữa. Giống như là em ít ăn lắm, em ăn ít lắm rồi xong bạn này sợ em bị đau bao tử, hay cũng có bị tiền sử là bị loét bao tử đó. Thì cái thương bạn nữa là giống như là bạn ép mình uống thuốc mà mình không uống, tại em rất là ghét uống thuốc luôn. Mình không uống rồi xong rồi thấy nặng quá thì bạn chở đi bệnh đi bác sĩ, mà mình tới bác sĩ là em sợ, nói chung là em rất là sợ bệnh viện bác sĩ. Thì em vừa thấy cái nó không vô, xong mà bạn ấy quỳ xuống kêu em đi vô đi, anh năn nỉ em đó. Thì cái đó là cái sự mình thật sự thương, mình chưa thấy ai mà vì mình như vậy. Bây giờ thì có thể là cuống cuồng với cuộc sống cơm áo gạo tiền, rồi con cái, rồi công việc, rồi mọi thứ quá, cho nên cái sự bớt đó lãng là mạn đúng không, bớt lãng mạn lại. Cái đó phải học anh Tuấn nha. Không học anh Tuấn nha. Như vậy cũng nhiều lần em lại tạo cái sự lãng mạn, cũng tạo sự bất ngờ á, nhưng mà cái vợ em vậy đó. Không hưởng ứng. Nói chung là không có surprise, không có hưởng ứng nhiều, tại vì tính vợ em thì lại không có thích thổ lộ tình cảm nhiều. Thật ra những người đàn ông như ông chồng nha, ví dụ như tôi đi, tôi rất rất lãng mạn, nhưng mà khi mà 1-2 lần khi mình nhận được những cái sự phản ứng mà có nghĩa là nó không có phản hồi nó không có xô ra ngoài đó, tự nhiên cái mình đang có hứng mình cảm thấy cũng hứng. Thật ra là các vị khi mà nhận được những cái sự lãng mạn từ các anh chồng thì và từ đó về sau không còn nhận nữa, cảm xúc của mình là cái là thuộc cái hệ ém, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng nên bộc lộ ra, nhận được cái sự chia sẻ biểu cảm của sung sướng của các chị đó. Bây giờ em có mong muốn ăn thay đổi điều gì không? Thì nói chung là tới bây giờ thì giờ cũng vì con là vì con vì cái thôi, chứ bây giờ thay đổi thì cái tính như vậy thì cứ như vậy đi, thì ví dụ chịu đựng được nhau thì tốt. Còn An thì sao? Bây giờ tật xấu của cô ấy thì sao? Có nhiều không nè? Vợ em thì lúc nào cũng như vậy, nhưng mà có một số cái thời điểm thì nóng tính lên, rất là đanh đá. Cái nốt đanh đá làm sao nè? Thí dụ đanh đá, ví dụ như là nói ra nhiều cái lời mà nói đã cái sự tức giận, nhưng mà không có nghĩ là cái lời đó nó cái người nghe hay cái người đọc tin nhắn sẽ cảm thấy như thế nào. Em có phải là nạn nhân của cô ấy không? Thì là đầu tiên đó, nạn nhân đầu tiên đó. Nạn nhân tới giờ thì vẫn vậy. Nhưng mà cũng đã kềm chế bớt rồi. Vẫn còn. Với lại thổ lộ tình cảm nhiều hơn. Thế mà giống như là mình cũng cảm thấy là hai vợ chồng vẫn thương yêu nhau, vẫn lãng mạn, vẫn dành cảm xúc cho nhau như hồi xưa. Thôi hôm nay nhân kỷ niệm đến với chương trình, anh nghĩ An, anh muốn An bày tỏ một cái gì đó, một cái lời nói gì đó với vợ mình.
Nó romantic chút xíu đúng không? À, thì 13 năm rồi thì nó cũng là thời gian khá là dài. Với anh thì như anh nói là em lúc nào cũng như là một cô gái 13 năm trước anh thấy đánh, xét đánh chết anh. Và anh cũng mong là mình từ đây cho tới mãi về sau là năm nào cũng vậy. Ồ, lãng mạn quá. Quá lãng mạn. Có nói gì không? Trời cười đáp không? Lại liền em. Nói chung là cũng nhờ chương trình một lời cảm ơn, chỉ một lời xin lỗi nha. Mong rằng các bạn hãy như thế này đó, lúc nào có cái gì không vui thì nhớ khoảnh khắc này. Chúc cho hai đứa đi về Phú Quốc lẹ lẹ trên một cái resort nguyên sinh ấy. Hãy làm những gì mình muốn, hãy thể hiện những gì mình thích. Và năm sau có một quý tử xuất hiện trong gia đình các em. Cảm ơn chị ơi. Cô dâu giống như là một nàng bạch tuyết đi bên cạnh một chàng hoàng tử. Hai bạn giới thiệu cho mình. Em tên là Nguyễn Anh Tuấn, nhân viên bảo trì điện ở siêu thị. Năm nay em 32 tuổi. Dạ em tên là Lê Thị Thu Trâm, năm nay em 25 tuổi, thì em làm nhân viên tư vấn bán hàng. Đúng Trâm. Tê tê hết, tìm tiền. Chắc lẽ là em đi siêu thị gặp anh này, anh sửa điện, hai người quen nhau đúng không? Dạ không, em với ảnh là hai người làm chung trong siêu thị hết. Em làm nhân viên bán hàng, còn ảnh thì làm bảo trì điện. Chỉ gặp mặt biết mặt thôi nhưng mà không có nói chuyện. Thì trong một cái dịp mà ảnh tạo một cái ấn tượng cực kỳ xấu đối với em luôn, thì em nhớ rất là rõ là cái hôm đó đó là em đang đi chung với một cái người bạn của em. Thì anh này nè, ảnh mới gọi: em ơi, tới đây anh hỏi chuyện tí nè. Thì mình cũng tới mình nói chuyện với anh. Thì anh mới hỏi là em có phải là đi chân thấp chân cao không? Đó. Thì lúc đó tự nhiên em chân hững luôn à. Thì tự nhiên cái gọi chưa biết gì hết, gọi lại hỏi vậy, làm cho em á hả rất là bực bội trong người, cái là chửi xong rồi bỏ đi luôn, không có nói chuyện. Từ lúc đó đi là rất là ghét anh, ghét lắm. Tính em á thì thẳng tính, thì thấy sao thắc mắc sao hỏi vậy. Thì cổ đi qua với cô bạn á thì em thấy đi như đi gặp khiển sao á, thì em mới kêu là hỏi vậy đó, rồi cái không nói gì, chửi té tát thì mặt em luôn. Không vậy là nhẹ chứ té tát gì đâu. Dạ. Đến khi nào em mới chính thức để ý? Thì cho tới một lần á, thì khi mà ở trên thành phố thì em làm thì công việc nó không có được suôn sẻ như ý mình, rồi mất tiền mất đồ là do ở trọ xui lắm. Thì mới nói với bạn là thôi ngày mai tao đi về quê, tao không ở đây nữa đâu. Thì bạn mới nói chứ vậy thôi tao dẫn mày đi ăn hột lộn cho mày xả xui nha. Xong mới nói chứ tao rủ anh Tuấn đi nữa, thì em cũng đồng ý đi luôn. Mặc dù là ghét nhưng mà vẫn đi. Dạ. Đi ăn cho bỏ ghét luôn. Các bạn quen nhau trong trường hợp nào? Thì sau cái bữa ăn đó thì cái cũng đi về, cái trên đường về thì cũng có xảy ra sự cố nhỏ nhỏ, nó vô tình thôi. Thì chạy khi mà em chở thì hơi mỏi tay thì em cứ thả tay xuống. Thả tay xuống vô tình chạm vô đùi của cô ấy. Nhưng mà lúc đó em không có nghĩ là vô tình. Tự nhiên cái đang ngồi vậy nè, tự nhiên cái chảy gần tay thả xuống đây. Cái xong rồi em mới nghĩ bụng, trời, ông này không biết ổng có ý gì không ta, phải có cái ý gì thì mới làm như vậy. Mà sao trong tâm em là nó cái tay nó rớt là vô tình hay là cái tay nó vô tình ý. Anh Thuận ơi, cô ấy cũng đi im. Để im là thấy thích thích này, thấy không có phản ứng gì, thôi cũng để im luôn. Là em thấy vậy em cũng để im luôn. Cho cứ vậy là chạy tới nhà, thì tới nhà cái xong ảnh nói chứ: em ơi, em có muốn đi thêm một vòng nữa không? Mà lúc đó là gần 12 giờ khuya rồi, còn rủ đi thêm một vòng nữa. Thì em cũng nghĩ bụng, nói ông này chắc không phải có cái vấn đề gì nè. Nhưng mà em thì em không có đồng ý, tại vì ngày mai là mình về quê rồi. Rồi ngồi nói chuyện, thì cuối cùng thì cũng không còn gì để nói. Em mới bày trò để hai đứa chơi, chứ giờ ngồi không biết nó làm gì, hay bày trò để hai đứa chơi. Bài trò gì không? Rủ chơi đánh bài. Dạ, dạ, mà tưởng rủ chơi banh đũa. Đúng là bài trò chơi đánh bài. Dạ. Đúng rồi, rủ đánh bài ăn hung. Vậy là giờ chị hiểu rồi, chiêu của tụi em có nhiêu đó. Vậy mà có hiệu quả chị. Hiệu quả. Cuối cùng có hung được cái nào? Dạ, cũng may thắng được một ván. Đánh được hung. Cho hung cái hung ở đâu? Hung má, hung má, hung gò má. Hai đứa hung nhau thì bắt đầu chính thức quen nhau. Rồi sau cái vụ hung gò má đó thì bao lâu rồi lấy luôn? Thì khoảng 2 năm thì kết hôn. Dạ, 2 năm thì kết hôn. Dạ, người có con chưa? Dạ chưa, đây là cái điều mà em rất là muốn nói trong cái chương trình này. Gì à? Nói đi em, nói đi. Là hả, khi mà cưới về thì ngay cái ngày đầu tiên cưới luôn, em có nói vậy nè: anh ơi, khi nào mình có em bé? Thì anh mới nói là 2-3 năm nữa đi em. Thì em mới nói giờ kinh tế chưa ổn định thì 2-3 năm nữa mình có thì cũng không có sao hết. Cái bây giờ hiện tại là 2 năm 8 tháng rồi, em vẫn hỏi lại câu đó, vẫn trả lời là 2-3 năm nữa đi em, là thêm 2-3 năm nữa.
là không có chịu sinh. Thì tại ông đi nó cùng mấy đứa bạn đi chơi với nhau á, thì thấy mấy đứa cũng có con có em bé, em thấy chăm thấy cực quá, nói thôi thôi giờ còn trẻ thôi, thoải mái ăn chơi thoải mái, thời gian nó đi rồi có con được. Có phải đó là nguyên nhân không? Nhưng mà đôi khi chồng em không có hiểu một cái số vấn đề về em, giống như là em đi làm nè, rất là áp lực về cái chuyện đó, thì ai gặp cũng hỏi chăm ơi chăm mày lấy hả mấy năm trời mày không có mày biết luôn cho mày coi đó, thì làm cho mình cũng buồn chứ. Về mình nói chồng mình ơi từ từ thôi, sức đầu em nghe người ta nói làm chi chứ mệt. Cứ giống chơi như mình đã đi, chơi cho đã đi gì đâu. Nhưng mà ngộ lắm, chồng em phải nè, không cho vợ đẻ mà cho cá đẻ. Ủa là sao? Cá kiển á. Chồng em rất là thích mê cá kiển, bỏ 50-60 ngàn ra mua 2-3 con cá kiển về, cái xong rồi á hả ép cho đẻ bắt em tới coi ở con cá nó nằm như vậy là đẻ đó em. Ép cá đẻ mà không ép vợ đẻ. Dạ đúng rồi. Rồi chắc có lẽ là ổng thấy con cá nó đẻ cho nên ổng sợ vợ ổng đẻ như cá vậy không? Đúng không? Người cho cá đẻ là có cái mà chơi, có cái mà tiêu khiển xả chết, nuôi mà vợ mà đẻ cực đuối lắm, nên từ từ đó. Không cho xanh rồi cứ mê cá thôi, rồi nhiều lúc em bực là em quát á. Lúc nào cũng cá, con vợ thì không cho đẻ mà lúc nào cũng cá hết trơn á. Em rất là bực trong những cái chuyện đó. Ngoài cái vấn đề là mê cá, là mê ép cá đó, thì chồng em còn mê gì nữa không? Có, mê gái. Ai cũng mê gái chứ. Dạ. Không, mà em không biết là những người chồng khác như thế nào nha, nhưng mà chồng em đặc biệt luôn, mê gái. Đàn ông thì ai cũng mê gái mà. Dạ. Khẳng định là mê gái đặc biệt là. Dạ. Phải dữ lắm ạ. Dạ. Là sao? Chị biết sao em nói vậy không? Là khi mà em lên trên cơ quan ảnh chơi thì có cái chị đó, chị đang mang thai, chị mới nói là em ơi Tuấn á, em trên siêu thị á già trẻ lớn bé bầu bì nó bao hết, không chừa một ai hết trơn á, em nói với em vậy. Rồi á, có một lần em cũng lên đó chơi thì gặp một cái bạn gái đó thì đang đứng trong quầy hàng á, thì mới dẫn em lại giới thiệu giới thiệu với em nha, đây là vợ của anh, còn giới thiệu với vợ đây là bạn gái của anh. Trời ơi, em nói hả, trong lòng lúc đó tức muốn điên luôn á, mà không làm gì được ổng. Là giới thiệu cho vui thôi chứ. Chứ giờ nếu bạn gái thiệt em đâu có dám giới thiệu vậy anh Thuận. Đúng rồi, giới thiệu cho vui chứ cũng vui thôi, ý gì hết. Nói chung là ý Tuấn là vui thôi. Dạ. Nhưng mà vợ Tuấn không thấy vui. Dạ đúng rồi. Không. Thật xấu của em là hay như là mê gái. Bây giờ thích bao la thôi với các cô gái. Vậy thì thật xấu của vợ em là gì? Vợ em có tính là đứa sai vặt chồng. Ví dụ như thời gian mà em rảnh á thì em chăm cá, ngồi cho cá ăn, hay là rảnh nữa thì đọc báo. Cằn nhằn léo nhéo, anh ơi phụ em quét nhà, anh ơi phụ em phơi đồ, anh ơi đổ rác đó. Có cứ công việc thì có nhiêu đó thôi, mà cứ ngày nào cũng léo nhéo. Nói chung mà thấy em mà ngồi mà rảnh đó, là phải kêu bắt làm cái này làm cái kia cho bằng được. Chứ có cái nữa là hay vòi tiền. Hay môi tiền của em á. Hai vợ chồng thỏa thuận lúc đầu rồi, tháng lương của em thì sẽ cho cô ấy một nửa để lo cho chuyện gia đình, còn một nửa thì em xài riêng những lúc bạn bè cà phê cà pháo gì đó. Nhưng mà tìm mọi cách để moi cho bằng hết cho bằng được. Không, mà em á, em moi nhưng mà em không có mua đâu. Mặc dù em xin mua đồ, mua quần áo ngoài kia nhưng mà em không có mua. Em chỉ thấy chỉ sợ là trong bóp chồng em á, là đôi khi có nhiều tiền quá, cái xong bắt đầu mình tiêu xài phung phí, rồi mình bạn bè rồi mình nhậu nhẹt phung phí thôi. Em đó, em chỉ muốn tiết kiệm cho hai vợ chồng thôi. Mà đặc biệt cái cô ấy nuôi heo á, mà lấy tiền em bỏ heo không à. Cứ xin em á, anh ơi cho em tiền lẻ em bỏ ống heo. Nó nói không, anh không có tiền lẻ, rồi tự động lại lấy tiền chẳng bỏ luôn. Với lại nữa hay kiểm tra điện thoại, đi làm về mà để điện thoại xuống là canh lại bóc coi cái số nào mà lạ ha, là hỏi cho bằng được, hỏi ở số này của ai hỏi tới, hỏi mà phải em nói ra ở người đó là vậy ở đâu vậy đó mới chịu. Và nếu mà để mà em muốn cái sự thay đổi của vợ cho em chọn một, thì trong những cái theo như em kể đó thì em muốn vợ em thay đổi cái gì? Có một cái thôi hả chị? Một cái thôi. Một, chọn một cái suy nghĩ cho kỹ. Vợ bớt lục bớp môi tiền của chồng. Nhiều khi có độ riêng đi không được. Nếu chị mà là em một cho điều ước á, thì là ước vợ đừng có kiểm tra điện thoại. Còn cái chuyện lục bóp mình á, tiền á, gọi là của chồng công vợ, tích cóp lại đó nuôi heo mốt cho ngược lại em chứ cho ai đó. Còn cái việc kiểm tra điện thoại, chị nghĩ vậy nè, cái chuyện mà điện thoại đó, Facebook nè, rồi dạ, trên mạng, làm sao em kiểm soát được? Dạ đúng. Đúng không? Dạ. Bây giờ em giữ cái hồn của chồng em, giữ cái xác làm cái gì? Dạ. Đúng không? Dạ. Đó, cho nên rằng chị nghĩ rằng em càng biết nhiều trong cái điện thoại đó nó có cái gì, hoặc trên Face, trên cái gọi là cái hộp thư riêng của chồng em có cái gì nhiều thì em càng mệt. Dạ đúng rồi. Cái đó
chị nói thiệt. Dạ, em cũng mà càng nói. Làm nó càng lén mở tài khoản khác hoặc là kiếm một cái sim khác để mà ấy cũng vậy thôi. Đó, cho nên rằng là vợ chồng ở với nhau là ở bằng cái nghĩa cái tình, ở lâu dài, ở suốt đời. Chứ mình cũng không thể nào mà giữ chồng mình cả xác cả hồn mà bên cạnh mình 24/54 được. Dạ. Theo chị thấy là mình để nhẹ cho mình đi, mình bỏ ví dụ kiểm tra điện thoại. Bởi vì nói chứ hai vợ chồng làm gì làm vẫn là hai cá thể riêng biệt trong cái thời đại này. Dạ. À, còn nếu mà để cho em chọn một trong những cái thay đổi của chồng em thì em sẽ chọn cái gì? Thì đó, thì em hôm nay em nói rồi đó, bớt chọc con gái lại đi. Nói chung là mình bây giờ, hồi đó mình chưa có gia đình á thì sao cũng được, mà bây giờ mình có gia đình rồi thì mình bớt lại cái mối quan hệ đó, nó bớt lại với đặt con trai thì bình thường thôi. Chỉ là cái cách nhưng giao tiếp gái mình xã giao thôi không, chứ cái ý của vợ em á theo chị là đúng như vậy nè. Em xã giao khác mà em bị vượt cái ranh giới xã giao đó lại là khác nữa. Chị nói em nghe, ví dụ ngày xưa khi mình chưa có gia đình, mình gặp những cái người con gái đồng nghiệp bạn bè mình nó ý bà xã hoặc là ý cục cưng hay gì này kia, đó là bình thường khi mình chưa có vợ, chưa có gia đình. Nhưng bây giờ trước mặt vợ mình nói vậy thì cái cô kia cô sẽ cảm thấy rằng em không tôn trọng vợ em. Mà em phải nhớ một điều á là khi mà người ta tôn trọng vợ em có nghĩa là từng người ta tôn trọng em. Nói chung là mình giữ qua giữ lại vậy là tốt cho cả hai đứa đó. Cho nên rằng á cái đó thì bỏ được mà, đúng không? Tại vì thay vì giới thiệu là ở đây là người yêu anh thì đây là giới thiệu đây là cô bạn đồng nghiệp. Dạ. Thay đổi. Dạ. Dạ. Rồi, xin cảm ơn hai em. Chúc em hạnh phúc. Dạ, cảm ơn. Mình phải làm đúng thủ tục là giới thiệu về mình. Đúng nha. Dạ. Rồi, xin mời hai bạn. Dạ, em tên là Ô, mà em biết em nói tên thật hay là nghệ danh ta? Tên thật và nghệ danh luôn. Dạ, em hoặc là em nói em ca sĩ thôi. Dạ, dạ em tên là Lê Trần Tất Đạt là tên thật, nghệ danh là Phong Đạt. Oh, rapper Phong Đạt. Dạ, là em là sinh ngày 4 tháng 11 năm 80. Là tính ra năm nay là em cũng 43 rồi. 43. Trời ơi. Dạ. Nhỏ hơn tôi con tuổi đó. Trời nó 43 hả? 43. Em trẻ lắm, chị nói thiệt dạ. Đó. Em nhỏ hơn bạn Bin có 1 tuổi thôi đó. Đúng không? Dạ. Nhưng mà nhìn hai đứa nó khác nhau dữ lắm đó. Chị nói thiệt đó. Nó khác nhau, bên kia là đầy đủ đầy, còn bên này nó trụi lũi. Thôi, trong không vậy chứ, không phải nó đâu. Cũng xem đó chị ơi. Không xem phải đâu, đó. Nói thiệt đó. Bởi vì hôm nay em phải đi theo chị đó, làm đó. Bác sĩ. Dạ, dạ thì em làm chính là em là ca sĩ thì chắc trong giới cũng biết. Và bây giờ thì em cũng đi hát nhưng mà ít thôi. Em chuyển hướng qua làm về studio phòng thu, làm làm nhạc rồi sáng tác nhạc, làm beat cho ca sĩ rồi đủ thứ cho các bạn ca sĩ trẻ rồi ca sĩ trong nghề cũng có. Sáng nay mình cũng hỏi Đạt luôn là có một thời gian là nhóm D&D tan rã. Dạ. Thì các ca sĩ vẫn tiếp tục đi hát nhưng dạ. mà riêng Phong Đạt thì lại mất tích luôn. Thì có phải là cái khoảng thời gian đó là Đạt chuyển qua là Đạt chuyển hướng làm phòng thu không? Dạ không, cái lúc mà em ở trong nhóm D&D mới vừa rã ra thì Du đồ Vũ cũng đi hát, cũng Vũ đi hát. Cũng đi hát. Nhưng mà em thì lại chui xuống dưới tỉnh. À. Em chui xuống tỉnh nhiều. Tại hồi xưa là khi mà có ai cũng muốn tạo lên truyền hình ở trên đài, mấy chương trình đó thì để kiếm tên, để đi kiếm tiền là nhiều, thì em là cái người đầu tiên là rút xuống dưới tỉnh đầu tiên. Du thì hoạt động ở thành phố sôi nổi lắm, còn Vũ thì thời gian đó là đi bay qua Mỹ rồi. Đó nên là lúc đó mọi người ít thấy em ở chơi mấy cái chương trình cái nhạc nữa. Thì thường em rút xuống dưới tỉnh em đi là tỉnh lúc không đó à. Là em đã đi kiếm tiền ở dưới tỉnh rồi đó. Dạ, mà đi dưới tỉnh là show chạy cũng dữ lắm á, nghe chạy mà xỉu luôn á. Chị nói em nghe, thực sự á lên TV không có tiền thiệt, chỉ có đi diễn đúng. Đi diễn tỉnh thôi là mới có tiền lắm, đó show. Mà thời đó là show chạy như là mệt xỉu luôn, một đêm chạy 2-3 show là chuyện bình thường. Bình thường từ huyện này từ tỉnh này qua tỉnh kia là xuyên tỉnh luôn là chuyện bình thường. Trời ơi, có một thời điểm mà chị chạy show mà từ coi như Đà Nẵng xong rồi vô Hội An luôn đi. Ủa? Đó mà trong một mấy cây. Ừ, đi vậy luôn đó, ghê lắm luôn á. Mà đi mà thường tưởng bán thân bán mạng luôn đó. Ghê lắm đó. Đầu cái này và ao cái kia. Nhưng mà cũng vì cái vấn đề đó mà em cũng bị mất nhiều cái mối quan hệ là vậy á. Tại vì khi em đi xuống dưới tỉnh á, có những cái chương trình hoặc là những cái truyền hình ta mời á, thì tại vì mình lo lúc đó mình chỉ biết rồi lo kiếm tiền. Đang kiếm tiền quá, mình cứ từ chối nhiều. Thì sau khoảng thời gian mình đánh ở dưới đó rồi, lên đây thì mình sẽ mất cái mối quan hệ nhiều. Nên nó cũng được cái này, cũng mất cái kia. Và đó mình cũng đang muốn gợi một cái câu hỏi để cho Đạt chia sẻ lại. Chứ thật ra là rất là nhiều người cứ nghĩ rằng là Phong Đạt biến mất khỏi showbiz đó, biến mất khỏi sân khấu ca nhạc. Thì ra là có một cái thời gian mà ông ấy bận chạy show với tỉnh, đúng không? Đó. Rồi mời vợ của Đạt, một cô ca sĩ rất xinh đẹp. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào ông Đức Thuận. Và em xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Phù Như Nhã Trúc, em sinh năm 1979.
Năm nay em 44 tuổi và công việc hiện tại của em là kinh doanh tự do. Em mua bán thời trang. Dạ. Ừ. Em còn đi hát không? Dạ, sau thời gian mà anh Đạt bắt đầu có cái chỗ đứng ở trong cái sự nghiệp solo của ảnh thì cái giai đoạn đó thì song song em vừa đi hát và em vừa làm quản lý cho ảnh. Thành thử ra trong cái giai đoạn đó thì em khó cho em, bởi vì bản thân mình vừa đi hát, mình vừa nhận show, rồi sau đó mình nhận show cho anh Đạt luôn. Thành thử ra em sẽ khó làm trong cái công việc của em, mình sẽ khó nói chuyện và vấn đề mình thương lượng đó anh. Thì ngay cái giai đoạn đó thì em phải có đưa ra hai cái sự lựa chọn, đúng không? Dạ. Một á, là mình tiếp tục mình đi theo nghề và để cho chồng mình giống như là tự bơi trong cái công việc. Tại vì anh Đạt khi mà còn làm ở trong nhóm D&D á, thì mọi thứ là được quản lý lo hết rồi. Anh quản lý là anh lo hết tất cả, thì các thành viên còn lại là chỉ có biết là nhận show, tập bài và đi hát thôi. Thành thử ra khi mà D&D tách ra đó thì anh Đạt gần như là chơi vơi. Ảnh là trong nhóm đó, ảnh là người ít hoạt ngôn nữa, không có nói. Và cái mối quan hệ bên ngoài của ảnh với các truyền thông đồ này nọ thì cũng không có. Thành thử ra trong mấy năm khi mà em đi hát thì em cũng có chút chút về vấn đề mà mình cũng biết nói thương lượng với các bầu show và cũng có một xíu về các thông tin truyền thông, mình cũng quen biết một xíu. Thành thử ra em chọn là thôi thì mình có đi tiếp thì mình cũng chỉ có như thế này. Tại vì nhóm nữ thì nó không có được cái hào quang lâu dài giống như nam. Thành thử ra em phải chọn phương án là em lui về hậu cần để mà em cho chồng em tỏa sáng. Dạ. Nhưng mà lúc đó là đã quen nhau rồi đúng không? Dạ đúng. Bây giờ dạ. Bây giờ mình hỏi lại cái giai đoạn mà hai đứa lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Đúng rồi. Chắc chắn là gặp nhau ở cái hát rồi. Mà gặp nhau một cái sân khấu nào rồi? Để cho em nhắc cái nãy em nhiều khi gặp anh Quốc Thuận với chị Hồng Vân ở quen quá nên em quên. Chào Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả, nãy giờ quên luôn đó. Trời ơi, tại vì thấy giống như là đang nói chuyện là sao gì đó, sợ là hỏi sao nghe là sao không đợi cuối chương trình chào luôn. Trời ơi. Dạ. Chứ không sao cả. Dạ. Nha. Hồi nãy giờ mình thấy mình rất là tự nhiên, dạ, dạ. Rất là trơn tru ha. Rồi, dạ. Bây giờ đó mới hỏi đó. Lần dạ. đầu tiên hai đứa gặp nhau ở đâu? Rồi sao mà để ý sao yêu nhau á, vậy đó. Đó, và đó là cái nhóm OC là cũng là các cô gái chân dài cũng xinh đẹp lắm luôn á. Em không có chân dài, em chân ngắn, không có chân dài. Chân vừa vừa. Dạ, hồi xưa thì em hay đi hát, không biết tại sao là hồi xưa thì nhóm OC thì đi hát rất là nhiều tụ điểm ca nhạc. Em thì cũng đi cũng chạy nhiều, mà lúc nào bà này cũng bà phải diễn trước. Thường thường là diễn trước mà thì em mới đứng ở dưới, thì em thường là bà này trong giới nổi tiếng là cho cái nhóm OC này là hai chị em nhỏ con. Nhưng mà sao hát live rất là tốt. Thì là tạo giống như mình cái ấn tượng mình đó là tại sao không mình không tin được tại sao hát cái người này mà hát cái giọng hay thì giọng thường hay. Thường là bà này hát trước là em đứng coi. Thì ấn tượng là cái như vậy là bà rất là nhỏ nha, eo nhỏ xíu mà có chút xíu à, mà hát giọng rất cao, giọng rất là mạnh, không biết sao. Thì từ đó em mới thấy là bà này cũng dễ thương. Rồi xong rồi em đi cái show rất là nhiều, gặp bà rồi cái giai đoạn nhiều, đó là từ năm mấy quen. Cũng là trong giai đoạn D&D mới thành lập luôn, khoảng chừng 2002-2003 Và lúc đó em là người để ý Trúc trước. Dạ. Mà em có biết là Đạt để ý mình không? Dạ không, em hoàn toàn không biết luôn ạ. Lúc đó có người yêu chưa? Dạ chưa luôn. Chưa luôn. Vậy là có lúc nào mà em có cơ hội ngược lại là em phải đứng chờ nhóm Đạt hát xong rồi là để em có cơ hội em coi bạn biểu diễn không? Dạ không chị, tức là cái giai đoạn đó thì D&D giống như là một cái boy band đang hot. Và thường thì chị biết là trong cái một cái chương trình á thì những cái nhóm nhạc hoặc là ca sĩ á, không có tên tuổi á, tức là không có sự nổi tiếng bằng mình sẽ mở màn hoặc hát trước. Rồi những cái vedette thì có nghĩa sẽ là hát ý sau là đó. Chị nói là em không có cơ hội để coi. Dạ, hát xong rồi đi luôn. Em hát xong là em lại chạy. Nhưng mà lúc đó là em vẫn biết Đạt rồi đúng không? Dạ, thì tức là vẫn biết cái kiểu đồng nghiệp thôi ạ. Mà trong lòng em thì đó hỏi cho trong lòng em là cái lúc nào em cảm thấy là em thích bạn Đạt không? Dạ chưa luôn ạ. Ngay thời điểm mà anh Đạt tỏ tình xin số phone em thì lúc đó là hoàn toàn em chưa biết gì về anh này luôn. Tức là chỉ biết là D&D là có những người đó, những anh đó như vậy thôi. Nhưng mà trong D&D thì có hai anh còn lại, hai thành viên còn lại là thường hay gặp OC là hay nói chuyện. Nhưng mà chỉ có đặc biệt là anh Đạt không bao giờ hỏi chuyện tụi em, không bao giờ bắt chuyện luôn. Tại ổng rất là hiền. Mà chính vì cái hiền đó mà nhiều người nghĩ là ổng chảnh. Dạ đúng rồi anh. Đúng không Đạt? Đúng. Đúng không? Không biết đó. Đó. Thì cái ấn tượng của em khi mà biết anh Đạt á là em trong một cái chương trình TV ngày xưa đó là chương trình Giai điệu tình yêu. Thì lúc đó thì tình cờ lúc em ngồi đang make up đi hát á thì tự nhiên thấy đi diễn trên cái chương trình đó.
Cái thì anh Du với anh hai thành viên còn lại đó thì hay nói chuyện, nhưng mà có đặc biệt có cái anh này không bao giờ nói chuyện. Thì khi mà quay cái mình nói cha, anh này nhìn cái mặt bad boy quá, nhìn ngầu ngầu lạnh lạnh quá. Thì lúc đó khi em xem thì em thấy cái gu là lạnh lạnh như vậy. Thì mới để ý. Dạ, lúc đó mới bắt đầu để ý anh này, nhưng mà cũng không có nghĩ là ảnh để ý mình rồi. Thì sau khi mà cái hôm đó tụi em diễn ở phòng trà 2B đó anh. Đó thì em vừa mới đến thì anh Đạt anh đã đến trước rồi, ảnh ngồi ảnh đợi trước rồi ở trong cái phòng chờ nghệ sĩ á. Thì tự nhiên cái ảnh đến nó nói chuyện với em, cái ảnh xin số phone của em. Cái em ngạc nhiên lắm, em nói chưa bao giờ mà đi hát chung mà gặp ảnh nói chuyện với mình, sao hôm nay lại xin số phone. Em còn nghĩ là ảnh ghẹo em nữa. Ảnh nói anh thích em lắm á, em có thể cho anh xin số phone được không? Ồ, dạ. Nó ít nói lắm. Ít nói mà nói vậy đó anh. Cái rồi ha. Dạ, dạ. Chấn thương người ta đó. Em bị sốc, cái lúc đó em đang đứng á thì em trố mắt em dòm vậy nè. Em nói không biết ổng giỡn hay ổng đùa gì với mình. Em trố ra em dòm ổng gì đó, cái ổng tỉnh lắm. Cái em nói thì mình nghĩ là đồng nghiệp thì ok mình cho. Rồi là bắt đầu ngày hôm đó là có số phone của em đó. Thì nhắn liền. Dạ, nhắn tin. Tối về cái nhắn liền luôn anh. Tối về hát xong cái là nhắn liền vậy đó. Nhưng mà do cái công việc thì qua hôm sau là em lại bay Hà Nội, em có cái show Hà Nội, em bay Hà Nội. Thì ngay mấy ngày đó là hai đứa có số phone với nhau mà chỉ có gọi điện với nhắn tin nhau thôi. Đấy. Dữ dội lắm, lúc đó tấn công em dữ lắm á. Bạn Đạt ơi, dạ. Cái thời gian đó mình là một cái boy band nổi tiếng. Dạ. Rồi đâu phải chỉ có một nhóm nhạc những cô gái này thôi. Dạ. Rồi ngoài cái nhóm nhạc kia ông như mắt ngọc như mây trắng rồi đó. Ông có đứng ở trong ông nhìn lén người ta không? Không, nhóm nào em cũng có xem hết. Nhưng mà giống như là em ấn tượng cái của cái bà Trúc của bên của nhóm Oxy á, là nhỏ con mà hát đó, như vậy nói đó. Mà dễ thương thì em thích. Chứ còn mắt ngọc cũng dễ thương, nhiều nhóm rất là dễ thương, nhưng mà giống như là cái ấn tượng ban đầu á chị Vân. Là giống như tự nhiên cái giống như mình gặp rất nhiều người, nhưng mà tại là mình ấn tượng. Mình thích kiểu đó. Vậy đó, thôi, kiểu style vậy. Nhưng mà lúc đó là chưa có quen ai đúng không? Chưa, lúc đó em chưa quen ai hết đó. Mà có nghĩa là em chỉ thích một mình bé Trúc thôi. Em lấy điện thoại một mình bé thôi. Dạ đúng rồi, em chỉ còn bé tre là không có thích. Dạ bé kia thì em không bé tre, tại này Trúc cái kia tre. Dạ, dạ. Cái lúc mà ảnh xin số phone của em á thì anh biết là ngày xưa mà đi hát hai chị em nhóm Oxy thì người ta nhầm lẫn, người ta cứ nói là chị em sinh đôi vì giống nhau lắm, nhưng mà con bé em của em thì nó lại cao hơn em. Thì lúc đó em còn thắc mắc, em nói có khi nào ổng thích em mình mà ổng xin số mình không? Tưởng em lộn. Em còn lộ sợ như lộn vậy á. Dạ. À. Em cứ hỏi ổng như ổng nói không, làm sao mà lộn được. Thì đó cũng là cái mà em cứ nghĩ ổng cua em là cua lộn lúc đầu không á, nhưng mà không phải, cái đó là do suy nghĩ của em thôi. Như vậy là trong suốt cái quá trình mà em ở Hà Nội, dạ, ổng ở Sài Gòn là dạ, tạo điều kiện để cho hai đứa nhắn tin. Dạ. Như là tìm hiểu nhau. Chuyện, dạ, dạ. Rồi cái em kể cái lần đầu tiên mà hai đứa đi chơi với nhau đi Đạt. Em đi chơi với Trúc thì rất là cũng thường thường là nhắn tin nhiều, tại em cũng bận đi chung đi diễn với nhóm nhiều. Em chỉ có nhớ một lần á là chính thức là em có như là nói bà này là bạn gái, là em rủ bà đi ăn giống như là ăn kem thôi ở một cái quán ở trên đường Hai Bà Trưng á. Và em không có biết ăn nói đâu, ở trong nhóm em không biết ăn nói, rồi em chỉ gặp bà này em nói một câu nói là anh thì thích em á, nhưng anh chỉ muốn là bắt đầu từ hôm nay nha, em là bạn gái anh luôn. Trời ơi, một câu mà em có nói nhiều tại em không biết nói là sao. Bắt đầu người nói là bạn người bắt đầu là từ hôm nay là em là bạn gái anh nha, tự động cái như đó, chỉ định luôn vậy á. Dạ chỉ định luôn. Rồi Trúc sao? Trúc sao? Em chưng hửng luôn á. Thì cái ngày hôm đó là cái ngày mà em bay Hà Nội về, thì chiều hôm đó em vừa về tới là mới có mấy ngày đó đúng không? Dạ đúng rồi, mấy ngày em ở Hà Nội đi show hình như là 3-4 ngày gì đó thôi. Thì về tới là ảnh nói tối hôm nay đi hát nhưng mà anh sẽ đến sớm. Thì anh sẽ chở đến đón em rồi hai đứa mình đi ăn cái gì nhẹ nhẹ một cái rồi mà tới giờ show rồi đó thì đến điểm luôn. Thì cái điểm hôm đó tụi em hát chung cũng là cái điểm phòng trà 2B đó luôn á. Thế là ảnh đèo anh đi ăn kem hoodie với lại ăn mì Ý. Thì vô vừa mới có order thôi anh, thì người ta vừa đi thực nấu món hay làm món là ở đây anh nói anh tỏ tình với em mà vậy. Em chưng hửng, em ngỡ ngàng, đến ngơ ngác luôn á. Nhưng mà em có quyền từ chối mà. Mà sao lúc đó em lại không từ chối, em không nói gì, em ngồi nín thinh luôn. Không dám từ chối đâu, em quay rồi. Dữ dội lắm. Đã thích từ lúc qua màn hình rồi. Màn hình nhỏ rồi, thích rồi. Big boy. Big boy. Dạ, dạ. Nhưng mà lúc đó là trong đó là khán giả nhận ra Phong Đạt nhiều không? Dạ, nhận ra chứ. Lúc đó hai đứa em bước vào trong quán, hai đứa em mặc đồ lồng lộn, mặc đồ đi hát. Hồi xưa lồng lộn lắm. Lúc đó tụi em mặc đồ đi hát luôn. Thì tại vì mình mặc đồ đó mình ăn xong là mình đến điểm diễn luôn á. Cho nên bước vô ai cũng dòm hết trơn á. Cho nên ông nói gì phải im thôi chứ sao. Em im luôn. Đâu dám phản ứng đúng không? Thế nghĩa là 4 ngày là nhận được cái lời tỏ tình rồi. Dạ. Rồi á là từ đó đổ đi là chính thức yêu nhau.
Dạ lúc đầu là em với Trúc quen luôn á. Rồi có thời gian gặp nhau nhiều không hay sao? Có, mặt đứa nào đứa đó đi hát? Không, ở thành phố là gặp nhiều. Tại vì thường thường hồi xưa là nghệ sĩ mình là nhiều khi hát rất là nhiều show, xong hát một show xong mà ra sinh tố dọn tầng đó. Nhớ là dọn tầng cứ là hát cái show là cứ tụ tập ở đó nhiều, nên là em với Trúc gặp rất là nhiều luôn đó. Tại vì đi show gặp hoài, xong rồi nó hẹn dù em hát xong show rồi cho chăm ba giờ chạy ra uống sinh tố nha, rồi anh nhau sinh tố đó. Trong những lúc mà giải lao đúng rồi. Dạ. Có khi nào rủ về ở nhà chung không? Trời ơi sao không biết hay vậy. Đến bao lâu thì mới rủ về ở chung? Hình như là phải tháng hay sao một tháng á. Là bà này bà lên ý tưởng, không biết là có ý tưởng gì, bà nói là tại bà ở dưới quê lên bà sẽ mướn một cái phòng ở trên thành phố này, bà nói là thôi thì ở đây cũng toàn phụ nữ không à, nên là nếu mà anh em quen nhau rồi thôi thì dọn qua ở chung đi, để giống như là có một người nam trong gia đình. Thì tại vì bà cũng sợ, tại vì hồi xưa là cũng cướp đồ này nọ, bà cũng sợ trong cái khu gần nhất trên Hình Xu á, toàn là kế bên là cũng dân rồi dữ dằn không, và dữ dằn nên cũng hơi nữ không mà cũng hơi sợ. Nên là nói nếu mà có người nam ở nhà thì nên là bà nó rủ em qua. Em đâu có từ chối được, mặc dù em muốn lắm nhưng mà em đâu có từ chối được người ta nói vậy. Em đâu có nở lòng, đâu có nở lòng được. Dạ nhưng mà em qua luôn. Bây giờ về ở chung mới có đêm đầu tiên đúng không? Dạ thì đó. Sao em xem tò mò đó chị ơi, em đâu có muốn tò mò đâu, chị mắc cười quá thì em muốn biết thôi. Ở chung thì đương nhiên ta phải có cái đầu tiên chứ không lẽ có cái cuối cùng. Nhiều khi cái đầu tiên là nó có trước đó rồi đúng không? Nhiều khi đi tỉnh diễn thì nó rồi đó. Trời ơi anh Vin anh lấy từ ảnh ra anh trời dễ sợ quá dễ sợ quá ngắm máu phun người nè. Rồi hai đứa yêu nhau êm đềm hay là có biến cố gì biến cố không? Có sự cố gì không, có chia tay chia chân rồi gây lộn đập lộn gì không đó. Có không chúng? Dạ có, gây cấn lắm. Thời gian mà tụi em với ảnh bắt đầu mới yêu nhau, tức là cái thời gian đầu mới yêu thì mọi thứ nó suôn sẻ lắm. Nhưng mà anh chị cũng biết là anh Đạt cái giai đoạn đó, anh Đạt mới có 22, 23 tuổi thôi. Thì cái tuổi mà giống như là mới lớn à, và cái sự nghiệp cũng đang ở trên đà rất là tốt. Nhưng mà đến khi ảnh quen em thì thật sự là ảnh có yêu em, ảnh yêu em là thật. Nhưng mà cái suy nghĩ của một cái thanh niên mới lớn và trên cái đỉnh sự nghiệp đang rất có tương lai như vậy á, thì ảnh quen với em thì ảnh giống như là ảnh chưa có cam tâm á. Không lẽ bây giờ cuộc đời của mình bây giờ lại gắn bó với cái cô này, cái kiểu như vậy đó. Thì sau một thời gian, trong cái thời gian em với ảnh yêu nhau được chắc khoảng 3 tháng là bắt đầu em phát hiện ảnh có cái gì đó lạ và giấu giếm em. Cái lạ đó là cái gì? Cái lạ thật sự phụ nữ mình có cái giác quan thứ sáu đó chị. Rồi cái mọi mọi thứ nó rất